Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng du ngược thời gian, trở về cái thời mà máy tính không phải là thứ nhỏ gọn nằm trong cái túi quần hay là trong bàn làm việc của bạn, mà nó to hơn cả một cái nhà. Đúng vậy, những cỗ máy tính đầu tiên không chỉ chiếm một căn phòng mà đôi khi cần cả một tòa nhà hoặc là một diện tích tương ứng với một sân vận động để chứa. Nhưng tại sao chúng lại to như vậy? Tại sao cái gì cũng phải khủng đến thế? Và làm sao mà từ những gã khổng lồ đó chúng ta có được những chiếc laptop, những chiếc smartphone siêu mỏng, siêu nhẹ như ngày nay? Vì sao máy tính ngày xưa to hơn cả một cái nhà hay một sân vận động? Để các bạn dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng rộng cả 100 mét vuông, đầy những tủ kim loại khổng lồ, dây điện chằng chịt như mạng nhện và hàng nghìn bóng đèn nhấp nháy. Không, đây không phải là phim khoa học viễn tưởng. Đây chính là hình ảnh của những chiếc máy tính đầu tiên vào những năm 1940-1950. Ví dụ như ENIAC, một trong những máy tính điện tử đầu tiên của thế giới, ra đời vào năm 1945 tại Mỹ. Nó nặng đến 27 tấn, chiếm diện tích 167 m2, to hơn cả mấy căn chung cư bình thường. Để vận hành, nó cần tới 150 kW điện, đủ để thắp sáng rất nhiều bóng đèn. Chưa hết, nó sử dụng hơn 18.000 đèn chân không, một loại đèn to như bóng đèn ngủ nhà bạn, nhưng dễ cháy nổ và tỏa nhiệt khủng khiếp. Chỉ cần một bóng hỏng, cả hệ thống có thể tắt điện ngay lập tức. Còn Colossus được dùng của người Anh trong Thế chiến thứ 2 để phá mật mã của Đức. Nó cũng không kém phần hoành tráng. Nó chiếm cả một căn phòng lớn với hàng nghìn dây cáp và bảng điều khiển, trông như buồng lái của một con tàu vũ trụ. Vậy tại sao chúng lại to đến vậy? Lý do chính nằm ở công nghệ thời đó. Đầu tiên hãy nói về đèn chân không. Đây là trái tim của máy tính thời xưa, đóng vai trò như bộ xử lý và bộ nhớ. Nhưng mỗi cái đèn này to như một cái bóng đèn tròn, dài cỡ 5-10 phân và cực kỳ mỏng manh. Một chiếc máy tính ban đầu như đã nói cần tới 18.000 cái đèn như vậy, xếp đầy các tủ kim loại. Mỗi đèn chỉ có thể xử lý một lượng thông tin rất nhỏ, nên muốn máy mạnh hơn, người ta phải tống thêm thật nhiều đèn. Kết quả là một cỗ máy khổng lồ đã ra đời. Chưa hết, đèn chân không còn có một vài vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nó tỏa nhiệt kinh khủng. Một chiếc máy tính chạy là cả căn phòng nóng như lò nướng. Người ta phải dùng quạt to đùng và hệ thống làm mát phức tạp để giữ cho máy không bị tan chảy. Đèn chân không cũng có tuổi thọ ngắn, thường xuyên cháy hoặc hỏng. Kỹ sư phải thay đèn liên tục, giống như bạn thay bóng đèn nhà mình mỗi tuần. Và một cỗ máy tính như vậy tiêu thụ điện gấp hàng chục lần một hộ gia đình bình thường. Ngoài đèn chân không, những linh kiện khác như là tụ điện, điện trở hay dây nối cũng không kém phần long trọng. Ngày nay, bạn có thể nhét cả triệu chiếc transistor vào một con chip nhỏ xíu. Nhưng thời đó, mỗi transistor này hay mỗi bit dữ liệu cần một linh kiện vật lý riêng, chiếm diện tích khổng lồ. Ngày nay, một con chip hiện đại chỉ nhỏ bằng móng tay có thể chứa hàng tỷ transistor. Nhưng hồi đó, để lưu trữ chỉ vài kilobyte dữ liệu, bạn cần một tủ kim loại to như cái tủ lạnh ở nhà bạn. Và bây giờ hãy nói đến lưu trữ. Ngày nay, ta nhét gọn cả thế giới dữ liệu vào một ổ SSD nhỏ bằng bao diêm, dung lượng tính bằng terabyte. Nhưng nếu quay ngược với mấy chục năm trước, lưu dữ liệu là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa. Những nhà khoa học, các kỹ sư phải loay hoay với những công cụ vừa cồng kềnh, vừa kỳ lạ, nghe thôi đã thấy to và mệt. Trong những năm 1940-1950, dữ liệu được lưu bằng giấy. Đúng vậy, người ta lấy những tấm thẻ cứng, đục lỗ theo mã nhị phân, có lỗ là 1, không có lỗ là 0. Để chạy một chương trình, bạn phải chuẩn bị cả ngàn tấm thẻ, xếp ngay ngắn trong một cái hộp lớn như là một chiếc vali. Máy tính sẽ ăn từng tấm thẻ như vậy, đọc vị trí lỗ để hiểu lệnh. Chỉ cần rơi một tấm hoặc sai thứ tự, cả chương trình coi như toang. Thậm chí có chuyện kể rằng, một lập trình viên chỉ sơ ý đánh rơi hộp thẻ, hàng nghìn tấm tung tóe ở trên sàn và phải mất cả ngày mới xếp lại được đúng thứ tự. Tốc độ xử lý thì siêu chậm, chưa kể cái khâu nạp thẻ vào máy đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Bước sang thập niên 50, thập niên 60, người ta dần bỏ thẻ giấy để dùng băng từ. Băng từ chính là cái băng giống như bạn nghe đài ngày xưa hoặc là xem video ngày xưa. Hãy hình dung một cuộn băng cassette nhưng mà to hơn nhiều, dài hàng chục mét, cuộn vòng quanh. Máy sẽ đọc dữ liệu tuần tự từ đầu đến cuối của cuộn băng. Muốn tìm một đoạn dữ liệu nằm ở cuối băng thì sao? Phải tua hết từ đầu cho đến phần đó, chạy chậm chạp y như tua băng nhạc bằng đầu cassette ngày xưa. Dung lượng thì cũng chẳng đáng là bao. Một cuộn băng dài loằng ngoằng cũng chỉ chứa được vài megabyte, tức là chỉ bằng một tấm ảnh chụp bằng điện thoại ngày nay, có khi còn chẳng bằng một tấm ảnh. Vậy mà thời đó, nó đã được coi là đại cách mạng vì ít ra còn gọn hơn giấy và gọn hơn những tấm thẻ. Ngoài băng từ, một công nghệ nữa đó là chống từ. Nó giống như một cái trống mà kim loại to bằng cái thùng phi
bên trong phủ lớp vật liệu tứ tính. Trống này quay liên tục, còn đầu đọc thì áp sát bề mặt để ghi hoặc lấy dữ liệu. Một cái trống có thể nặng đến hàng chục cân, chiếm cả góc phòng, chạy thì ồn ào như là động cơ một chiếc xe máy. Tuy nhiên, đây lại là tiền thân quan trọng của ổ cứng hiện đại. Các nhà nghiên cứu hồi ấy coi trống từ như báu vật vì nó cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn băng từ, không cần phải tua tuần tự từ đầu đến cuối. Nhìn lại mới thấy bây giờ khác biệt quá. Ngày nay, một chiếc USB nhỏ xíu, một cái thẻ nhớ nhỏ xíu cũng lưu được cả 100 GB, trong khi một cái trống từ thời xưa nặng mấy chục cân mới chỉ chứa được vài megabyte dữ liệu. Một thẻ nhớ micro SD bé bằng móng tay có thể thay thế cả kho thẻ đục cao như núi. Và một ổ SSD 2TB bây giờ, nếu so với băng từ 1960 thì phải bằng hàng 100.000 cuộn băng từ xếp chồng lên nhau. Nghĩ mới thấy lạ, thứ mà ta coi là quá nhỏ bé để lưu phim, lưu ảnh ngày nay thì với thế hệ trước đã là cả một bước đại nhảy vọt về công nghệ. Còn bộ nhớ RAM thì sao? Nó cũng chẳng khá hơn. Thay vì chip RAM nhỏ gọn như bây giờ, máy tính ngày xưa dùng lõi từ. Đây là những vòng từ nhỏ xíu được sâu thành lưới, mỗi vòng lưu được một bit dữ liệu. Nghe đơn giản, nhưng để sâu được vài kilobit thì bạn cần một cái to như cái bàn ăn. Tóm lại, mọi thứ liên quan đến lưu trữ và bộ nhớ thời đó đều to, đều chậm và đều tốn không gian. So với một chiếc USB bé tí chứa hàng terabyte ngày nay, đúng là một trời một vực. Và một lý do nữa khiến máy tính ngày xưa to đùng vì chúng không được thiết kế cho người dùng cá nhân như bạn và mình. Thời đó máy tính là công cụ nghiên cứu hoặc quân sự, chỉ có các tổ chức lớn như chính phủ, quân đội hay trường đại học mới đủ tiền và có đủ nhu cầu để sở hữu máy tính. Ví dụ, chiếc máy tính ENIAC được tạo ra để tính toán quỹ đạo đạn pháo cho quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Nó phải xử lý những phép tính siêu phức tạp nên cần sức mạnh lớn và không gian rộng. Hay chiếc máy tính Colossus được dùng để phá mật mã của Đức giúp Anh giành lợi thế trong chiến tranh. Hoặc là máy tính Univac vào năm 1951 thì được dùng để xử lý dữ liệu dân số hoặc dự báo thời tiết. Vì mục đích này, không ai quan tâm đến việc làm máy tính nhỏ gọn cả. Chúng được đặt trong các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm với đội ngũ kỹ sư túc trực 24/7. Kích thước to hay nhỏ không quan trọng, miễn là chạy được. Vậy làm sao từ những cỗ máy khổng lồ ấy, chúng ta có được những chiếc laptop, điện thoại siêu nhỏ gọn như ngày nay? Câu trả lời nằm ở cuộc cách mạng công nghệ bán dẫn. Transistor ra đời vào năm 1947, nó là một bước ngoặt vĩ đại. Nó nhỏ hơn, bền hơn, tiết kiệm điện hơn đèn chân không. Một chiếc transistor chỉ bằng đầu ngón tay nhưng có thể thay thế một cái đèn to đùng. Từ cuối những năm 50, máy tính bắt đầu chuyển sang dùng transistor giúp giảm kích thước đáng kể. Tiếp đó là vi mạch. Vi nghĩa là nhỏ, mạch ở đây chính là cái mạch điện. Vi mạch là mạch rất nhỏ và đây là một siêu anh hùng thực sự. Vi mạch cho phép tích hợp hàng trăm rồi hàng nghìn transistor lên một con chip nhỏ. Máy tính bắt đầu thu nhỏ kích thước từ cả căn phòng xuống chỉ còn bằng vài cái tủ. Tiếp đó là vi xử lý. Năm 1971, Intel ra mắt Intel 4004, vi xử lý đầu tiên trên thế giới, nhét cả một CPU và một con chip nhỏ. Từ đây máy tính cá nhân, tức PC, bắt đầu xuất hiện. Và tiếp nữa đó là công nghệ lưu trữ hiện đại cũng giúp máy tính nhỏ hơn. Ổ cứng nhỏ gọn, rồi ổ SSD và giờ là bộ nhớ flash đã thay thế hoàn toàn thẻ đục hay thẻ từ. Một chiếc USB nhỏ bằng ngón tay giờ có thể chứa cả kho dữ liệu mà những máy tính ngày xưa không bao giờ dám mơ tới. Nhờ những bước tiến này, máy tính từ chỗ chiếm cả căn nhà, chiếm cả một sân vận động nhỏ, giờ đã trở thành thứ mà bạn có thể mang theo ở trong túi quần. Và giờ đây, một chiếc smartphone trong tay bạn mạnh hơn gấp hàng triệu lần so với những máy tính đầu tiên, nhưng chỉ nhỏ bằng một cuốn sổ tay. Thậm chí là nhỏ hơn rất nhiều, thật là kỳ diệu phải không nào? Nhìn lại, những chiếc máy tính khổng lồ ngày xưa có thể trông hơi ngớ ngẩn, cồng kềnh và buồn cười, nhưng chúng chính là nền tảng cho công nghệ hiện đại. Đó là đời cũ, đời kỵ của những thiết bị hiện đại. Chính nhờ những cỗ máy khổng lồ ấy mà chúng ta có được laptop, smartphone và có cả AI. Câu chuyện về máy tính ngày xưa dạy chúng ta rằng, dù công nghệ có thô sơ đến đâu, chỉ cần con người không ngừng sáng tạo, mọi thứ đều có thể tiến hóa. Từ một cỗ máy to đùng như cái nhà, chúng ta đã tạo ra những thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ai mà biết được, mấy chục năm nữa, máy tính sẽ trông như thế nào? Có khi nó chỉ nhỏ bằng hạt bụi hoặc tích hợp thẳng vào cơ thể của chúng ta thì sao? Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Bạn có muốn du hành thời gian để thấy tận mắt một chiếc máy tính siêu khổng lồ như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và theo bạn, trong tương lai, máy tính trông sẽ như thế nào? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.